Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10 tháng 2, ông Prigozhin cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa, tùy thuộc vào các mục tiêu mà Moscow thực sự theo đuổi, theo đài ATI. Nếu cần bảo vệ DPR và LPR, chúng tôi cần phải làm việc trong ít nhất 1 năm hoặc 2 năm nữa, ông Prigozhin nói, đề cập đến Cộng hòa Nhân dân Donetsk nhất tự xưng DPR và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR mới được sắp nhập Nga. Ông Prigozhin nhận định nếu Nga tìm cách đi về phía Dnieper, con sông lớn chưa đôi Ukraine, cuộc xung đột sẽ còn kéo dài hơn nữa, có thể thêm 3 năm nữa. Ông Prigozhin lưu ý rằng trong bất kỳ cuộc xung đột nào, việc tiêu diệt quân đội của kẻ thù phải được ưu tiên hơn là mong muốn chiếm đoạt các lãnh thổ từ kẻ thù. Wagner Group đã tham gia tích cực vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, giành được một số chiến thắng trước quân đội Ukraine. Những thành tích này cũng đã thu hút sự chú ý của quốc tế đối với Wagner Group. Trong tháng trước, Mỹ đã tuyên bố Wagner Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được thành lập vào năm 2014, Wagner Group chủ yếu hoạt động với tư cách là nhà thầu an ninh ở châu Phi và Trung Đông cho đến nay. Các chi tiết chính xác về hoạt động triển khai lính đánh thuê của Wagner Group đã không được công khai. Theo RT, ông Prigozhin cũng đã phủ nhận mối quan hệ của mình với Wagner Group và sự tồn tại của công ty cho đến năm ngoái. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.